Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí với phần quà bất ngờ và đặc biệt từ công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ, đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc và sự vĩnh lộc tối nay. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Hữu Hiếu, giám đốc công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ, lên sân khấu để tặng phần quà và đặc biệt đến cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời nhạc sĩ Vĩnh Lộc cùng lên sân khấu để nhận phần quà đặc biệt từ đơn vị tổ chức đêm nhạc tối nay, công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện IQ. Thưa quý vị, mỗi bức tranh gạo được trao tặng sẽ là một món quà ý nghĩa cho những người biết trân quý những giá trị nghệ thuật, biết thưởng thức những cái đẹp mà bức tranh mang lại. Và đây cũng chính là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho tất cả chúng ta. Bởi mỗi bức tranh gạo chứa đựng cả tâm hồn người Việt và cả tinh hoa văn hóa con người Việt Nam. Trân trọng cảm ơn món quà đặc biệt mà đơn vị tổ chức đêm nhạc tối nay đã dành tặng cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng cảm ơn.